Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của Man Hero Game. Và tình hình sự kiện của các bạn như thế nào rồi? Chứ còn tình hình sự kiện của mình thì không còn cái gì để lấy nữa. Mình đánh được là 90k điểm rồi, hơn 90k điểm luôn, lẻ 420 điểm. Ngày hôm qua thì mình đánh được một chút xíu. Rồi ngày hôm qua bánh mì thì nó có hạn, nhưng ngày hôm nay mình không có cày Anarchy nên là bánh mì nó còn nhiều. Và những cái món đồ mà mình nhận được từ trong cái sự kiện này các bạn, thì ngoài những cái món Anarchy là thấy là thích rồi đó. Tại vì cái dây đeo này nó sẽ có một cái tỷ lệ là khó ra hơn là những cái khác. Giống như dây đeo đi chung với lại cái bình xịt này thì ra cái bình xịt nhiều hơn là cái ra dây đeo. Mình ra có 8 cái dây đeo, và trong khi bình xịt đó là mình đến 34 cái. Mà mình cũng gọi là cái bình xịt này mình cũng nâng đó, nhưng mà cảm thấy nó hơi bị nhiều. Không biết các bạn thiếu món nào nhiều, nhưng riêng bản thân mình đó là cày cái món này không à, chủ yếu là cày món này nhiều nhất. Còn những món này là quýnh ở trong những cái màn đó, nó có rồi, theo những cái con lính đó là mình không có xài thì còn dư là hai mấy ba mấy, hai mấy ba mấy, đầy 38 luôn. À, mình đang cần cái này rất là nhiều. Và ở đây là được coi như là 7 nhân 3 là 21 tấm. 21 tấm cũng khá ổn định. Ok. Rồi, những cái món trang bị mà mình lấy được ở trong sự kiện lần này á, thì nói chung thì cũng có món gì ngon, tại vì nó ra là ngẫu nhiên mà. Ở đây là mình có một cái trang sức vòng cô tinh nhận được từ trong sự kiện, một cái mũ hơi thở tử thần, một cái áo khoác Gargoyle, và một cái món vũ khí cuối cùng mà mình nhận trong cái sự kiện này, đó là nụ hôn ác ma. Thì đó là bốn món vũ khí mà mình nhận được. Thì không biết các bạn nhận được có cái món nào mà nó xịn sò hơn, kiểu như là cây trượng mà dùng cho pháp sư kích hoạt tầm đánh lên 3 ô vậy đó hoặc là cây búa đỏ, hoặc là búa lời thề chính nghĩa. Từ đầu game cho tới giờ mình có đúng một cây lời thề chính nghĩa nằm ở trên map, và sau đó là mình rã bỏ nó đi. Thì lúc mà rã bỏ thì cũng nhiều bạn có hỏi tại sao cái ngon vậy rã bỏ, như lúc đó mình không có xài lại điên nên thậm chí là thấy nó hơi cùi cùi sao á, và đang lúc cần vẫy nữa, nhấp một cái kiếm 100 vẫy, bây giờ kiếm đỏ mắt luôn là nó không có ra. Ok, rồi đến với cái màn 2 của sự kiện lần này á, thì nó sẽ có một cái màn mà chúng ta có thể gọi là chơi đá banh hoặc là chơi túc cầu. Nói chung là đưa một cái quả banh màu xanh vào trong đúng cái ông màu xanh là ok. Và team của chúng ta là thuộc về team Kha'Zix và sẽ đánh với team Khalad của Cherry, thuộc team công chúa Luna này, Cherry này, Na này, với lại là con Kadayraf nữa. Rồi ok, bạn đó là chủ yếu đưa một cái quả bóng màu xanh đi vào trong cái ô màu xanh là ok, là các bạn đã qua màn lấy được 30 đá. を怒らせたわね。